Minh Khoa đã cho Tự Do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin ngày 13 tháng 9 năm 2024. Liên Hiệp Quốc báo cáo vi phạm nhân quyền từ Việt Nam giảm đi do nhiều người sợ bị trả thù. Human Rights Watch hối thúc chính phủ Việt Nam hủy bỏ cáo trạng và phóng thích nhà hoạt động Phan Vân Bách. Hơn 330 người chết và mất tích do ảnh hưởng của bão Yagi. Những người Việt Nam vốn từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc để báo cáo tình trạng vi phạm nhân quyền của quốc gia độc đảng này đã và đang hạn chế các hoạt động của mình do lo ngại bị trả thù. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 9 công bố báo cáo mang tựa đề Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanism in the field of human rights, report of the Secretary General. Tạm dịch hợp tác với Liên Hợp Quốc, các đại diện và cơ chế trong lĩnh vực nhân quyền, báo cáo của Tổng Thư ký. Trong báo cáo được trình bày trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại kỳ họp thứ 57 từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10, Việt Nam cùng với Indonesia và Philippines là ba quốc gia ở khu vực Đông Nam Á bị nêu danh là có hành vi trả thù các cá nhân và tổ chức cộng tác với Liên Hiệp Quốc trong thời gian từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 4 năm nay. Theo thông tin mà Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhận được, trong thời gian báo cáo, các tổ chức xã hội dân sự đã kiềm chế không tham gia công khai với các cơ quan và cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và yêu cầu ẩn danh và bảo mật trong các đóng góp và cam kết của họ với tổ chức do sợ bị trả thù, báo cáo nói về Việt Nam. Hệ quả là số lượng các báo cáo về nhân quyền ở Việt Nam bị giảm sút. Trong đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền hồi tháng 5 năm nay, ông Quyết Hồ, một nhà hoạt động nhân quyền ở Đà Nẵng, đồng ý với đánh giá của Liên Hợp Quốc. Ông nói với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 13 tháng 9, trong tư cách một người có đóng góp vào báo cáo nhân quyền gửi Liên Hợp Quốc, chính quyền Việt Nam trả thù các tổ chức và cá nhân báo cáo vi phạm nhân quyền lên các cơ quan nhân quyền quốc tế. Không những thế, cơ quan an ninh của Bộ Công an còn trả thù cả những người nào dám tham gia trả lời báo chí nước ngoài hoặc báo chí của người Việt ở hải ngoại. Gần đây, nhiều người đã bị bỏ tù vì những clip trả lời báo chí nước ngoài trước đó. Ông cho biết chính quyền độc đảng ở Việt Nam đang vũ khí hóa luật pháp nhằm trấn áp các ý kiến bất đồng và do vậy, nhiều người đã chọn cách im lặng để được yên thân, thậm chí từ bỏ những quyền bày tỏ ôn hòa nhất trên không gian mạng. Một nhà hoạt động nhân quyền khác muốn ẩn danh vì lý do an ninh, nói việc chính phủ Việt Nam trả thù những tổ chức cá nhân dám lên tiếng về vi phạm nhân quyền, cho thấy một môi trường hạn chế nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận. Theo bà, việc đàn áp không chỉ làm giảm ý chí của những cá nhân và tổ chức muốn bảo vệ quyền con người, mà còn tạo ra một bầu không khí sợ hãi trong xã hội. Hơn nữa, nó có thể dẫn đến việc thế giới thiếu thông tin chính xác và đầy đủ về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc dẫn báo cáo của Ủy ban xóa bỏ phân biệt chủng tộc về Việt Nam, trong đó nói rằng những người làm việc vì quyền của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, người bản địa đã bị nhắm mục tiêu một cách có hệ thống, bằng bạo lực, đe dọa, giám sát và trả thù do công việc của họ. Ủy ban này nêu điển hình trường hợp của hai người thượng là ông Ikhunie và Ishiban bị các cơ quan chức năng của Việt Nam trấn áp trước và sau khi diễn ra hội nghị tự do tôn giáo hoặc niềm tin Đông Nam Á, CIFOT, được tổ chức tại Bali, Indonesia vào năm 2022, một sự kiện mà người tham dự có cơ hội tương tác với đại diện của Liên Hợp Quốc và nâng cao nhận thức về cách tham gia vào các cơ chế nhân quyền của tổ chức này. Hai ông bị chặn xuất cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất khi đang trên đường đi dự hội nghị ở Bali. Sau đó họ bị an ninh đưa về Đắk Lắk, thẩm vấn và đe dọa nhiều lần về các mối liên hệ của họ với các tổ chức bên ngoài Việt Nam trong việc ghi chép về báo cáo về tình hình của người thượng. Chính phủ Việt Nam phản bác cáo buộc bắt giữ tùy tiện, giám sát và hạn chế đi lại đối với hai nhà hoạt động người thượng nói trên. Phóng viên gửi email cho Bộ Ngoại giao Việt Nam với đề nghị bình luận về báo cáo của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhưng chưa nhận được ngay câu trả lời. Bộ Ngoại giao luôn bác bỏ các cáo buộc đàn áp nhân quyền từ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, nói rằng các cáo buộc dựa trên những thông tin không đúng và chưa kiểm chứng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 13 tháng 9 ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với nhà vận động dân chủ Phan Vân Bách và trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông Bách, 49 tuổi, cựu thành viên của kênh YouTube CHTV, cổ suý dân chủ và nhân quyền, bị bắt vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ông ra xét xử sơ thẩm vào ngày 16 tháng 9.
ông có thể phải chịu bản án lên đến 12 năm tù nếu bị kết tội. Bà Patricia Gosman, phó giám đốc bang Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, được dẫn lời khẳng định. Phan Vân Bách là nạn nhân mới nhất của đợt đàn áp thẳng tay và vẫn đang tiếp diễn của chính quyền Việt Nam nhằm vào tất cả những người bất đồng chính kiến. Danh sách người Việt bị giam giữ vì nói lên ý nghĩ của mình vẫn ngày một dài thêm, trong khi các đối tác thương mại của Việt Nam đang làm ngơ trước những vi phạm nhân quyền có hệ thống của quốc gia này. Thông cáo nhấn mạnh, việc xét xử ông Bách diễn ra đúng một tuần trước khi Tổng bí thư Tô Lâm tới New York để dự hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức chuyên vận động cho nhân quyền nói ông Bách tham gia vận động cho các quyền dân sự và chính trị cơ bản ở Việt Nam trong hơn một thập niên qua. Ông từng tham gia nhiều cuộc biểu tình công khai phản đối Bộ luật An ninh mạng Hà Khắc, phản đối công ty thép Formosa Hà Tĩnh xả chất thải độc xuống biển Hà Tĩnh vào năm 2016. Vì các hoạt động cổ suý dân chủ và nhân quyền, ông đã nhiều lần bị công an sách nhiễu, đe dọa, câu lưu và thẩm vấn trước khi chính thức bị bắt. Ông Phan Văn Bách chỉ có tội duy nhất là kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và chấm dứt đàn áp công dân mình. Bà Gosman nói, đồng thời kêu gọi các đối tác thương mại của Việt Nam, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Úc và Nhật Bản, cần chấm dứt việc ngoảnh mặt làm ngơ trước những vi phạm của chính quyền Việt Nam. Human Rights Watch cũng nhắc đến việc sức khỏe của ông Bách bị suy giảm trầm trọng do việc mắc bệnh đường ruột ngay sau khi bị bắt giữ và ghẻ do điều kiện vệ sinh không đảm bảo trong trại giam. Bà Nguyễn Thị Yêu, vợ của ông Bách, cho Đài Á Châu Tự Do biết, trong tuần, luật sư Lê Văn Luân đã vào gặp ông Bách trong trại giam để chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới. Luật sư cho gia đình biết, ông Bách đã được cán bộ trại giam cho đi khám bệnh và sức khỏe đã hồi phục, tuy vẫn còn gầy nhưng tinh thần đã ổn định hơn. Bà vẫn chưa nhận được thông báo của tòa về phiên xử chồng mình sắp tới nên không rõ gia đình có được vào dự phiên tòa hay không. Tính đến sáng ngày 13 tháng 9, con số người chết và mất tích do ảnh hưởng của bão Yagi tại Việt Nam đã lên đến 336 người, theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cụ thể, số người chết là 233 người và số người mất tích là 103 người. Cơn bão được cho là mạnh nhất ở Biển Đông trong vòng một thập kỷ qua đã đổ vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam vào cuối tuần trước, gây ra lũ lớn và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh miền núi. Các tỉnh chịu thiệt hại nhiều nhất do ảnh hưởng của bão gồm Lào Cai với 179 người, gồm 98 người chết và 81 người mất tích, Cao Bằng với 52 người, gồm 43 người chết, 9 người mất tích, Yên Bái với 50 người, 48 người chết và 2 người mất tích. Cơn bão cũng khiến 823 người bị thương, theo con số cập nhật đến sáng ngày 13 tháng 9. Trong đó Quảng Ninh có nhiều người bị thương nhất là 536 người. Cơn bão cũng khiến 136.705 nhà bị hư hỏng, 67.652 nhà bị ngập và khiến hơn 74.000 hộ gia đình và hơn 130.000 người phải di dời. Hơn 202.000 hecta lúa bị ngập úng thiệt hại, hơn 1.700.000 con gia súc và gia cầm bị chết do bão. Việt Nam trong những ngày qua cũng liên tục nhận được nhiều sự trợ giúp của quốc tế để khắc phục hậu quả của bão. Mỹ, Úc và Hàn Quốc đã cam kết viện trợ tổng cộng 5 triệu đô la giúp Việt Nam ngay sau khi cơn bão đi qua. Ngày 13 tháng 9, Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Việt Nam thông báo chính phủ nước này sẽ hỗ trợ 1 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 1 triệu 2 đô la, cho công tác cứu trợ sau bão. Khoản hỗ trợ này sẽ được thông qua đơn vị cứu trợ nhân đạo Thụy Sĩ. Đồng thời, nước này cũng sẽ gửi chuyên gia tới các tâm điểm của công tác cứu trợ. Ngoài ra, Thụy Sĩ cũng sẽ cung cấp các vật phẩm thiết yếu bao gồm lều trại và hệ thống phân phối nước đủ phục vụ cho 10.000 người. Cũng trong ngày 13 tháng 9, truyền thông nhà nước cho biết, Chủ tịch tập đoàn Adani Gautam Adani đã quyết định ủng hộ Việt Nam 1 triệu đô la để khắc phục hậu quả của bão. Tỷ phú Ấn Độ đã gửi thư chia buồn tới Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tập đoàn Adani đang bày tỏ mong muốn đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Hiện tập đoàn này đang đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng, với tổng vốn dự kiến lên đến hơn 2 tỷ đô la. Adani cũng mong muốn được triển khai hoạt động đầu tư vào dự án nhiệt điện Vĩnh Tân 3, Bình Thuận, với tổng vốn khoảng 2 tỷ 8 đô la.
hôm 12 tháng 9 năm 2024, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố tài trợ 250 tỷ đồng cho những người dân đang chịu thiệt hại do siêu bão Yagi và mưa lũ kéo dài ở miền Bắc. Thông báo đăng tải trên trang web của Vingroup cho hay, số tiền này được huy động từ hai nguồn, kinh phí từ tập đoàn cùng các công ty thành viên và đóng góp tự nguyện của hơn 130.000 cán bộ công nhân viên của tập đoàn trên toàn hệ thống. Tuy nhiên, không nói rõ mỗi nguồn đóng góp bao nhiêu. Theo đó, nguồn tiền sẽ được phân bố trực tiếp cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp như dừng lại khoảng 2.000 ngôi nhà bị sập đổ, hỗ trợ từ 150 tới 300 triệu cho các gia đình có người thiệt mạng, góp phần tái thiết cơ sở hạ tầng cũng như các công trình dân sinh giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin tuần sau. Chúc quý vị một buổi tối bình an.